Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ thứ sáu ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 31 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho cán bộ chiến sĩ đến niên hạn Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa. Giám đốc Công an tỉnh ký các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ thượng sĩ đến trung tá và nâng lương vượt khung cấp bậc hàm trung tá, thượng tá đối với 1.914 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an Thanh Hóa. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà tài trợ đã đến thăm tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2024, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã triển khai các hoạt động như thăm tặng quà cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trao tặng học bổng và xe đạp, ba lô tại huyện Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn, hỗ trợ 3 công trình nước sạch cho 3 trường học, một nhà vệ sinh, phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đầu tư một nhà thư viện, trao học bổng sữa, xe đạp cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Sáng nay 31 tháng 5 tại thành phố Sầm Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp thành phố Sầm Sơn tổ chức gia quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 và truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa lễ gia quân nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ gia quân, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã được truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa. Sáng nay, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024. Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ công đoàn đã được tiếp thu một số nội dung chuyên đề về kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra giám sát của công đoàn, hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn và quản lý thu chi tài chính công đoàn cơ sở, công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cũng tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, Đại hội 20 Công đoàn Thanh Hóa và nghị quyết Đại hội 4 Công đoàn viên chức tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa vừa tổ chức cho các hội viên thăm lại chiến trường xưa khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa được thành lập năm 2013. Đến nay, hội có 650 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội trực thuộc, hội đã trở thành ngôi nhà chung của lực lượng bộ đội thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến công nhân quốc phòng và những chiến sĩ bộ đội đã từng chiến đấu phục vụ chiến trường chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến chống mỹ cứu nước trên tuyến đường trường sơn anh hùng sáng nay ngày 31 tháng 5, tức ngày 24 tháng 4 âm lịch huyện vĩnh lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 625 năm ngày mất đức thánh trần khát trần nhằm tưởng nhớ tri ân vị tướng tài bất khuất trung nghĩa vì dân vì nước Lễ hội đền thờ Trần Khắc Chân năm nay thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân và du khách thập phương. Du khách về với lễ hội đền Trần Khắc Chân không chỉ để tham dự một sự kiện mang nét đặc trưng riêng, bày tỏ lòng thành kính đối với danh tướng Trần Khắc Chân, mà còn để hiểu hơn về lịch sử, tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ đó có ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những năm gần đây, du lịch Thanh Hóa tăng trưởng tích cực cả về lượng và chất, ngày càng khẳng định được vị trí thương hiệu, vào tháng 4 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình nhiều trải nghiệm. Đây cũng là năm thứ ba, 4 địa phương này bắt tay phối hợp khai thác các tour du lịch liên kết, góp phần định vị thương hiệu và thu hút khách du lịch, tìm kiếm cơ hợp tác từ các phía, các doanh nghiệp cũng như kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển các chuỗi sản phẩm liên vùng đặc trưng hấp dẫn với các địa phương trong cả nước. Tính đến quý 1 năm 2024, huyện Lang Chánh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án, gồm 10 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, hai dự án thuộc lĩnh vực thể thao du lịch, một dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại và hai dự án thuộc lĩnh vực khai khoáng. Hiện nay, huyện Lang Chánh tiếp tục điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 cụm công nghiệp bãi bùn tại thị trấn Lang Chánh, từng bước phát triển cụm công nghiệp Lý Ải trên địa bàn xã Đồng Lương và thị trấn Lang Chánh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 13.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đến nay đã có 1.817 căn hộ được hoàn thành, Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư với tổng số căn hộ dự kiến sau khi hoàn thành là hơn 12.000 căn, trong đó có 7 dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ được duyệt, 6 dự án đang triển khai chậm tiến độ, 14 dự án chưa lựa chọn được chủ đầu tư do đang vướng mắc các thủ tục pháp lý. Từ năm 2022, cục đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước hướng dẫn khách hàng có thể sử dụng các phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng thẻ ATM thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản. Cục đăng kiểm đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc triển khai tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu trên. Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 15 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen thu giữ tăng vật gồm một xe ô tô, 7 xe máy, hai giấy vay nợ, 15 điện thoại di động, nhiều hợp đồng cầm đồ liên quan đến việc vay nợ, vay mượn tiền lãi suất cao và 100 triệu đồng tiền mặt. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 4 năm 2024 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay tiền với mức lãi từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng 1 triệu một ngày. Tiếp theo là phần tin trong nước. Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, tháng 4 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu gần 1,09 nghìn tấn cao su sang Hoa Kỳ với trị giá 1,87 triệu đô la Mỹ, tăng 0,3% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với tháng 4 năm 2023. Lũy kê 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 7,46 nghìn tấn, trị giá 11,7 triệu đô la Mỹ, tăng 37,1% về lượng và tăng 58,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Về chủng loại xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là cao su tự nhiên. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 5 năm 2024, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với tháng 5 năm 2023, trong đó, nông sản chính 2,73 tỷ đô la Mỹ tăng 14,3%. Tính chung năm tháng, hầu hết các nhóm hàng đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng đạt 24,14 tỷ đô la Mỹ, Đóng góp vào kết quả này có nông sản 13,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,7%, trong đó riêng mặt hàng rau quả thu về 2,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1%. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2024 giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng đi lại của người dân giảm sau kỳ nghỉ lễ dài của tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, tăng 9,5% nhờ sự đóng góp tích cực của ngành du lịch. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 15,1%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 45,1%. Theo Tổng cục thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt người, chiếm 83,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước, bằng đường bộ đạt gần 1,1 triệu lượt người, chiếm 14,2% và gấp 2,1 lần, bằng đường biển đạt 162,4 nghìn lượt người, chiếm 2,1% và gấp 3,2 lần. Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024, sắc vàng Tam Cốc Tràng An được tổ chức quy mô cấp tỉnh từ ngày 1 đến 8 tháng 6 tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điểm nhấn của tuần du lịch là lễ khai mạc tổ chức tối ngày 1 tháng 6, dự kiến có sự tham dự của trên 10.000 đại biểu khách du lịch và nhân dân. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới phát động với chủ đề bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam, số học sinh ở nhóm tuổi 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên trong cả nước nói chung, tại Thanh Hóa nói riêng về tác hại của thuốc lá đã được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường truyền thông các quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau